Ukraine tổn thất nặng ở mặt trận miền Đông. Nga đe dọa trả đũa cứng rắn sau các vụ tấn công UAV. Cơ sở hạ tầng cảng trên sông Dunay của Ukraine bị tấn công. Ông Medvedev của đội Nga cân nhắm vào nơi không ai ngờ. Đảng cấp quyền Campuchia tuyên bố thắng áp đảo. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 7 tuyên bố, quân đội Ukraina tiếp tục nỗ lực tấn công theo hướng Donetsk và Krasnyliman ở miền Đông. Nga cho biết Ukraina hứng chịu tổn thất cả về nhân lực và khí tài trong các cuộc giao tranh tại khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổn thất của đối phương lên tới hơn 160 binh sĩ theo hướng Donetsk, một xe tăng, hai phương tiện, một pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất, một pháo FH-70 do Anh sản xuất và một pháo tự hành Gostika. Một kho đạn dược của Lữ đoàn Cơ giới 110 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy gần khu định cư Avdivka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quân sự nước này đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Liman và 6 cuộc tấn công theo hướng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổn thất của đối phương theo hướng Liman lên tới 195 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 pháo tự hành Gotika, cục pháo D-20 và D-30. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã mất 120 binh sĩ ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 35 UAV của Ukraine và đánh chặn một tên lửa dẫn đường tầm xa HIMARS ở Donbass, các vùng Kherson, Zaporizhia trong 24 giờ qua. Theo RIA University, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cáo buộc quân đội Ukraine âm mưu tấn công khủng bố Moscow bằng hai máy bay không người lái UAV vào sáng ngày 24 tháng 7 Nỗ lực này thất bại khi cả hai UAV đều bị lực lượng tác chiến điện tử của Nga làm nhiễu sóng và tự rơi. Thị trường Moscow Sergei Sobyanin cho biết UAV đã rơi trúng hai tòa nhà nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng. Một trong hai tòa nhà nằm trên đại lộ Kosomolsky chạy qua trung tâm Moscow, cách tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga khoảng 2 km. Đây không phải lần đầu tiên Nga cáo buộc Ukraine tấn công Moscow hay Crimea bằng UAV trong khi Kiev trước này gần như chưa từng câu khai thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga. Sau hôm ngày 24 tháng 7, Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhail Fedorov dường như đã xác nhận Kiev đứng sau các vụ tấn công mới nhất. Ông cho biết trên Telegram, máy bay không người lái đã tấn công thủ đô Nga và Crimea đêm qua. Tác chiến điện tử và phòng không ngày càng có ít khả năng bảo vệ bầu trời của những kẻ chiếm đóng. Một nguồn tin quốc phòng Ukraine nói với AFP rằng vụ tấn công nhằm vào Moscow là một chiến dịch đặc biệt do tình báo quân sự của Kiev thực hiện. Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng Moscow bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp trả đũa cứng rắn sau các vụ tấn công bằng UAV. Cơ sở hạ tầng của một trong những cảng trên sông Dunay của Ukraine đã bị hư hại hôm 24 tháng 7, theo quan chức quân đội nước này. Đại diện chính thức của Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, bà Matalia Gumeniuk đã đưa ra thông tin trên. Trên kênh truyền hình radar của Ukraine, bà Gumeniuk cho biết một số cơ sở cảng đã bị thiệt hại, ví dụ như là cần trục, gây ảnh hưởng tới việc đảm bảo hoạt động của cảng. Theo bà Gumeniuk, các vụ nổ đã làm hư hại nhà chứa nông sản và một số nhà kho chứa hàng hóa. Tuy nhiên, vị này không nói rõ cụ thể cảng nào. Cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin các vụ nổ ở thành phố Izmail vùng Odessa, người dân được khuyến khích ở trong các nơi trú ẩn, có báo cáo về khả năng đã xảy ra một cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa. Ngày 24 tháng 7, các vụ nổ được báo cáo ở phía nam của vùng Odessa. Theo kênh truyền hình TSN của Ukraine, điện đã bị mất ở một số quận của Odessa, nhưng hiện đã được khôi phục. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cường kích Su-25SM của nước này đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy hỏa lực và nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Liman. Một quân nhân Nga tuyên bố về hãng tin Sputnik, Chúng tôi thực hiện chuyến bay theo lộ trình vạch ra, hoàn thành các bước xâm nhập vào khu vực mục tiêu và tiến hành thao tác phóng tên lửa không điều khiển, sau đó rút lui về căn cứ. Chuyến bay được thực hiện ở độ cao cực thấp 25 m và tốc độ 800 km/h. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các vụ phóng tên lửa được thực hiện với kỹ thuật liệng rồi nâng mũi máy bay cao hơn đường chân trời để tạo một góc nhất định cho tên lửa được bắn đi. Su-25SM được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, cho phép tiêu diệt hai mục tiêu mặt đất cùng lúc trong mọi điều kiện thời tiết. Su-25SM được thiết kế để tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến, với tốc độ tối đa khoảng 956 km h và trần bay 6.700 m. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga thường sử dụng cư kích Su-25SM trong các nhiệm vụ cận chiến. Cư kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho rằng quân đội Nga cần mở rộng các mục tiêu tấn công ở Ukraine. Ông Medvedev đăng trên Telegram ngày 24 tháng 7. Đối phương thất bại trong chiến dịch phản công nên họ cần chiến thắng về mặt thông tin. Chính quyền Kiev và lực lượng của họ cho rằng tấn công vào mục tiêu dân sự là chấp nhận được. Đối phương ngày càng lựa chọn mục tiêu dân sự để tấn công, chúng ta cần sẵn sàng cho việc này. Theo Medvedev, tình hình căng thẳng ở Ukraine sau cuộc phản công thất bại và sự thiếu kiên nhẫn của phương Tây là nguyên nhân khiến Kiev tìm cách tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Nga. Ông Medvedev cho rằng Nga cần sẵn sàng đối phó điều này. Ông Medvedev gợi ý, chúng ta cần chọn những mục tiêu khác thường cho các cuộc tấn công, không chỉ là các kho dự trữ, trung tâm năng lượng và cơ sở dầu mỏ. Có những nơi không ai ngờ đến và hiệu quả của những đòn tập kích vào đó sẽ rất đáng kể. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên dặn sáng ngày 25 tháng 7 tiếp tục phóng thử tên lửa ra vùng biển phía đông nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng ngày cũng xác nhận về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Một phóng diễn ra chỉ hai ngày sau khi quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên ngày 22 tháng 7 phóng nhiều tên lửa hành trình hướng ra biển Hoàng Hải. Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ ba của Triều Tiên trong vòng một tuần qua. Nhà Trắng chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp báo, thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre cho rằng vụ phóng là mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng đối thoại với các bên liên quan nhằm giải quyết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phía Mỹ cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh sau vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre cho biết, những vụ phóng của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện cách tiếp cận ngoại giao và kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại. Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn không thay đổi. Reuters ngày 25 tháng 7 đưa tin, Iraq lên án việc đốt một bản kinh Koran trước Đại sứ quán nước này Đan Mạch hôm 24 tháng 7 và cho biết nhân viên Đan Mạch tại Đại sứ quán ở Baghdad đã rời khỏi đất nước sau các cuộc biểu tình ở đó. Việc một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Đan Mạch đốt kinh Koran diễn ra sau những hành động tương tự của các nhóm khác nhau ở nước láng giềng Thụy Điển với lý do thực thi quyền tự do ngôn luận. Không chỉ Iraq mà nhiều quốc gia đa số theo đạo hồi khác cũng lên án hành động trên. Các hành vi châm ngòi cho cuộc biểu tình câu khai ở Iraq, Iran, Liban, Pakistan và các nơi khác. Hôm ngày 24 tháng 7, chính phủ Iraq kêu gọi các nước châu Âu nhanh chóng xem xét lại cái gọi là quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có thắng lợi bước đầu khi quốc hội nước này thông qua đề xuất then chốt trong nỗ lực cải cách tư pháp gây tranh cãi của ông. AFP cho biết, dự luật nói trên đã được quốc hội 120 ghế của Israel phê chuẩn hôm 24 tháng 7 với tỷ lệ biểu quyết là 640, sau khi các nhà lập pháp thuộc phe đối lập tẩy chay của bỏ phiếu này. Dự luật này hướng đến việc hạn chế quyền lực của tòa án tối cao Israel trong việc vô hiệu hóa các quyết định của chính phủ mà các thẩm phán của tòa cho là bất hợp lý. Đây là một trong những đề xuất cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu và Liên minh cầm quyền, vốn đã dẫn đến phong trào biểu tình dung chuyển Israel kể từ khi các đề xuất này được giới thiệu hồi tháng 1. Tờ The, The Phnom Penh Post hôm 24 tháng 7 đưa tin, Ủy ban bầu cử quốc gia NEC của Campuchia đã công bố kết quả bầu cử quốc hội sơ bộ vào khuya 23 tháng 7, cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia CPP giành 120 trên 125 ghế. Khmer Times cùng ngày dẫn tài liệu từ nguồn đáng tin cậy cho biết với hơn 2,6 triệu phiếu, tương đương khoảng 31,97% đã được đếm tính đến khuya ngày 23 tháng 7. Đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen giành đến 2.076.117 phiếu, tương đương 83,22%. Tiếp đó là Fun với 209.116 phiếu, tương đương 8,38%. Có 18 chính đảng tham gia cuộc bầu cử năm nay. NEC đánh giá cuộc bầu cử ngày 23 tháng 7 diễn ra thành công trật tự với hơn 8,2 triệu trong tổng số 9,7 triệu cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu, tương đương 84,58%. Theo tờ The Phnom Penh Post, NEC xác nhận kết quả bầu cử chính thức được công bố từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, gồm số ghế giành được của mỗi đảng. Cũng trong hôm qua, phát ngôn viên của CPP xác nhận kết quả sơ bộ và tuyên bố. Chúng tôi không chỉ thắng cử mà còn thắng áp đảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân với sự vui vẻ. Trước đó, CPP thông báo, tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, cũng giành được một ghế trong quốc hội, điều kiện để ông có thể trở thành thủ tướng nếu được các nghị sĩ bầu chọn. Ngày 24 tháng 7, Tổng Giám đốc Twitter Linda Jaxacero công bố logo mới cho mạng xã hội này thay biểu tượng chim xanh quen thuộc bằng chữ X màu trắng trên nền đen. Trên tài khoản Twitter cá nhân, bà Jacarino đăng bức ảnh có chữ X cách điệu trên nền màu đen và viết rằng, X ở đây, hãy làm điều này trong bài đăng một ngày trước đó, tỷ phú Elon Musk cho biết ông muốn thay đổi logo của Twitter và đã thăm dò hàng triệu người theo dõi xem họ có ủng hộ việc thay đổi bảng màu của trang web từ xanh lam sang đen hay không. Logo ban đầu của Twitter được thiết kế năm 2012.